Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 7 con app kiếm tiền rất là ngon và hiệu quả cùng một lúc nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giao diện chính này. Đây là app tên là gọi là Z Game. Ok, thì ở đây thì có hiện tại đang là 4 trò chơi. Nên thì mình khuyên mọi người chơi nha. Đây, số cả mọi thứ đã có đây rồi. Số này. Sẽ vào phần free này mọi người. Trong cái mục free này nó sẽ có được là gì? 600 phút mình sẽ được một lần quay miễn phí. 600 thì tương đương với là 10 tiếng đồng hồ ha. Sẽ ấn này, quay. Đây thì nó sẽ captcha này. Quay. Lại được 6 dog này các bạn. Ok. Đây chính là một app nha. Và tiếp theo là app TC Bus. Đây thì vào phần file set này các bạn. Cái này thì cũng có thể xem quảng cáo rồi rút gọn link rồi và làm. Đây nó sẽ có phần roll and win. Em hãy lưu ý này. Ở đây nó sẽ hiện ra một cái trang quảng cáo hoặc là nó chậm thì mình sẽ ấn nút lùi lại. Rồi, mình sẽ ấn vào lại một lần. Hiện quảng cáo này thấy không? Đâu, hiện sang một tab mới. Anh em lùi một cái. Ấn lại một lần nữa. Ấn vào cấp trái. Được, ok, mình lại được 10 Satoshi này, miễn phí này. Rồi, mình tắt ứng dụng này. Tiếp theo là ứng dụng BTC Marker này. Sẽ điền cái mã của mình ha. Này. Rồi, mình sẽ được 15 BTC này. Và sau 60 phút nữa. Ha, dễ ha. Ở đây chính là một phần mềm tiếp theo. Đó là Cloud Faucet này. Sẽ ấn vào đây. Và mình sẽ chọn được tiền nhá. Ở đây có cái hay là mình sẽ chọn được. Tại thì đang chọn được 3 đồng tiền. Thì mình sẽ chọn C này. Sẽ ấn vào. 80 Satoshi. Gọn lẹ ha. Rồi, tiếp theo một cái app tên là Bitshark này, gọi là thợ đào đi, đập đá đi, đào đá đi. Đấy, mình chỉ mình ấn vào nha. Tất cả những cái ứng dụng này thì mình có thể vào trong điện thoại cũng được ha. Rồi, thì mình được 20 Satoshi này. Ở đây thì nó sẽ có cái số lượng này, tối thiểu rút này. Tại thì mình đang được là 3.680 BTC này. À, những người chiến thắng, xin lỗi. Tài của mình là được 149 thôi ha. Rồi, đủ 30.000 Satoshi thì mình sẽ tiếp theo là một cái app gọi là gì claim thôi là Bipay Plate này. Rồi mình sẽ chọn cái ví này, đây là địa chỉ ví của nó, địa chỉ ví Z nha. Nếu như mình mà tải cái ứng dụng Brave thì cái tốc độ của mình sẽ được cho tiền rất là cao hơn ha. Thì mình hiện tại thì đang vào ứng dụng Cốc Cốc. Rồi, sẽ ấn vào. Và đây, nó sẽ có cái số điểm nhân này các bạn ha. Rồi cùng nhau nhân. Thì nếu mà nó mình tải cái ứng dụng này về sẽ lại được thêm tiền nữa ha. Rồi, ok, mình không có tải thì mình đã được về rồi này. Nó về ví 2447Z này. Rồi, tiếp theo mình vào PIVX này. Chỉ ví luôn. Đó, claim. Xong. Tiếp tục với bot này. Đó, mình lại được 331 306.156 PVX ghê không? Rồi ví đát nữa này. Đát này cũng mạnh. Rồi. Tốc. 708 đát này. Đó thì cái này nếu mà mình sẽ vào ứng dụng Array thì mình sẽ được nhân 2 lên này. Bên cạnh đó là mình sẽ điền các thông tin và mã giới thiệu này, dép này. Ok, thì cứ sau 24 giờ đó thì nó sẽ hiện lên. Và bây giờ thì mình hết cái chấm màu xanh rồi. Đủ cái chấm màu xanh thì mình nhận thôi. App này nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đây, con link dép thì mình ấn vào My dép này. Mình cũng đã làm một số video hướng dẫn về cái này rồi ha. Rồi, ok, mình có hai người này, thấy chưa các bạn?
Rồi tiếp theo là một cái app nữa. App này là Goal 2 này. Để ấn vào. I am not your boss. Rồi. Để tiếp tục. Đó, thì tự động 24 giờ sau lại được tiền ha. App này đó, Brave nó không có thì nó sẽ đánh dấu nhân. Ok thì mình đã được 331 set này. Khá là đơn giản ha. Nhân 10 lên nữa thì còn ghê nữa ha. Nhân... Rồi ok. Đã xong tất cả những cái con app kiếm tiền hiệu quả và uy tín và đã rút được về ví rồi nha các bạn. Đó. Thì mình chúc tất cả anh em có thể là tham gia những cái dự án cùng với Halley để có thể có thêm thu nhập tốt và hiệu quả. Và nếu như mà mọi người có thắc mắc về những câu hỏi á thì cứ inbox cho Halley và hay là comment ở phía bên dưới của video để mình có thể kiếm được câu đòi hay là những cái kinh nghiệm nào hay ha. Thì chúc tất cả anh em có thể thành công với dự án cùng Halley. Và một lần nữa thì mọi người hãy nhớ đăng ký like và subscribe video để có những thông tin mới nhất về những dự án mình sẽ chia sẻ cho anh em. Rồi, chúc anh em thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah.